Xin chào quý vị khách hàng thân mến, tôi là Xuân Tuấn, trưởng phòng đào tạo bán hàng. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị một mẫu SUV rất đáng được sở hữu trong phân khúc, đó chính là Volkswagen Tiramon ngay bên cạnh tôi đây. Thưa quý vị, là chiếc SUV lớn nhất của thương hiệu Volkswagen, Tiramon được định hướng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và năng động. Các đường nét thiết kế dập nổi trên nắp capo cũng như toàn bộ thân xe phối hợp hài hòa với các chi tiết tạo hình khối sẽ giúp cho chiếc xe trở nên thu hút hơn. Cụm đèn LED trước và sau cấu trúc lớn, vuông vức kết hợp với các đèn chức năng hiển thị vô cùng độc đáo và tinh tế sẽ giúp dễ dàng nhận diện khi lưu thông. Mâm xe có kích thước lớn 20 inch phối hợp hài hòa với tổng thể thân xe sẽ tạo nên kiểu dáng bề thế và vững chắc. Tiramon được trang bị động cơ với công nghệ TSI danh tiếng, đó là sự kết hợp tuyệt vời của turbo tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu kép nhằm tối ưu hóa quá trình nạp không khí và nhiên liệu. Khác với những động cơ thông thường, TSI có khả năng sản sinh mô men xoắn tối đa cao từ rất sớm và duy trì nó trong một khoảng thời gian kéo dài. Với mô men xoắn tối đa lên đến 350 Nm, bắt đầu từ vòng tua máy 1600 đến 4400 vòng phút, cùng với công suất cực đại lên tới 220 mã lực, chiếc xe sẽ có khả năng chở tải, leo dốc và tăng tốc vượt trội. Kết hợp với động cơ TSI là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4Motion thế hệ thứ 5, phản ứng cực nhạy lên tới mili giây. Cùng với đó là hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới nhất, giúp luân chuyển và phân bố lực kéo một cách nhanh chóng và hợp lý đến các bánh xe cần thiết. Xe có khả năng vượt qua những địa hình khắc nghiệt nhất và vận hành ổn định. Cùng với đó là mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, chỉ 10,7 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí với dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế với bộ căng đai và hạn chế lực. Tiramon được trang bị các chất liệu cao cấp, bọc da, ốp gỗ và mạ chrome. Kết hợp với đó là phong cách thiết kế vô cùng gọn gàng và tinh tế. Cụm đồng hồ trung tâm Digital Cockpit Pro 12.3 inch có khả năng tùy chọn 10 màu sắc và 3 dạng hiển thị vô cùng sinh động. Màn hình giải trí đa chức năng Discover Media 8 inch làm hoàn toàn bằng kính, có khả năng kết nối Wi-Fi, phát Wi-Fi, kết nối App Connect, đặc biệt là App Connect không dây và có thể điều khiển bằng cảm ứng, cũng như điều khiển bằng cử chỉ không chạm Gesture Control, vô cùng thú vị. Xe được trang bị cửa sổ trời Panoramic Sunroof, chỉ cần một nút bấm, toàn bộ không gian trong xe sẽ tràn ngập ánh sáng và không khí tự nhiên, sẽ giúp cho mỗi chuyến hành trình của quý vị trở nên đáng nhớ hơn. Xe còn được trang bị những tiện ích cộng thêm như hệ thống sạc điện thoại không dây cùng với 17 vị trí đứng trên xe sẽ giúp cho tăng tính tiện lợi cho mỗi người sử dụng trong xe. Thưa quý vị, nói đến xe Đức là nói đến an toàn được đặt lên hàng đầu. Xe được xếp hạng an toàn 5 sao bởi Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Hoa Kỳ. Thân xe cứng chắc với thép chịu lực và va đập cao giúp đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe. Hệ thống phanh tiên tiến với phanh đĩa thông gió 4 bánh với má phanh và đĩa phanh được làm bằng chất liệu đặc biệt đảm bảo hiệu quả phanh và tăng cường ma sát. Các hệ thống hỗ trợ phanh tiên tiến được trang bị, trong đó phải kể đến hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo, khóa vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC với chức năng phanh tự động hỗ trợ đỗ xe ở cả phía trước và phía sau xe, hệ thống phản ứng thông minh sau va chạm ECRS. Tất cả các hệ thống an toàn sẽ cùng phối hợp một cách chính xác để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách bên trong. Một đặc điểm nổi bật khác của Tiramon đó chính là khoang hành khách rộng rãi và khoang hành lý rộng nhất trong phân khúc. Khoang hành lý có dung tích lớn với tiêu chuẩn là 583 lít và có thể mở rộng tối đa lên đến 2741 lít. Các ghế có thể được gập phẳng hoàn toàn để tạo nên một mặt phẳng lớn trong việc sử dụng nhiều mục đích trong các chuyến đi xa. Tiramon được thiết kế đặc biệt cho mục đích sử dụng gia đình cũng như các chủ doanh nghiệp. Ba hàng ghế được bố trí rộng thoáng, đặc biệt là hàng ghế thứ ba dành cho người lớn.
kể cả đối với những hành khách có chiều cao lên đến 1m75 vẫn có thể ngồi thoải mái và ra vào cực kỳ dễ dàng. Kính thưa quý vị, với những thành công trên thị trường thế giới, chúng tôi tin rằng Terramon sẽ mang lại cho quý vị sự tự tin, hứng khởi và an tâm trên mọi chuyến hành trình phía trước. Volkswagen.